ơi chị mệt không? Mệt không? Không, vui. Vui, rất là vui. Là tại vì số tiền quá lớn. Số này là được nhiều tiền đó. Tại vì thường á, những cái chương trình này hay bị nước mắt lắm. Có nghĩa là hay buồn và khóc. Cho nên tiêu chí của chương trình Câu Hỏi Đổi Đời là đã đổi đời là vui luôn, cười luôn, chứ đừng có khóc, đừng có bi thương. Tất nhiên sẽ có những cái khoảnh khắc mà mình không có kìm lòng được, mình thương. Nhưng mà đây là một cái chương trình hoàn toàn làm cho sao là trong lúc đổi đời vui luôn, cười luôn, nước qua cái buồn luôn. Coi như kiểu tới đây để mà ráng hoạt động chơi trò chơi để lấy tiền đem về. Quá hợp lý. À, bà con là... Bà con hôm nay là tôi nói thiệt, tôi la một, bà con la 10, bà con la quá la luôn, nhiệt liệt để la luôn. Để mà lấy tinh thần, có thể là nhờ bà con á, tinh thần ta lên cao, chú ngồi chú khóc kìa. Em quay không lấy căng mặt lao kìa. Có cam kìa. Bà con đã xin là nếu mà tôi dư tiền tôi sẽ mua con heo, mua con gà cho bà xã nhà tôi, chiếc xe chỉ 4-5 triệu, 5-6 triệu gì đó là mình không đủ mua để đi làm hồ đó, rồi với lại chạy xe thì là dư cái số tiền đó ra một cách như vậy á, mình biết sao người ta sẽ đỡ cái căng thẳng áp lực trong cuộc đời người ta, và người ta sẽ có cái nụ cười. Chứ mỗi một ngày cứ nghĩ đến chuyện là phải trả nợ 4-5 triệu và nghĩ đến cái chuyện phải mua 10-11 ngàn một ký gạo về ăn cơm rất là khó. Và nuôi cái đứa bé thì nó mới có 5 tuổi, đứa bé nó hơi còn nhỏ đó, thì phải cho cháu nó ăn uống cho đàng hoàng, sau đó là tới còn phải đi học nữa. Cho nên tôi nghĩ đây là một cái cơ hội đổi đời rất là lớn cho cô chú Tiền và chị Hương. Rồi thấy chị Hương rất là máu lửa từ sáng giờ đã dạ. Sắp dép sắp bút để quá mừng rỡ, mình kiếm được tiền cho họ mình cũng mừng quý vị, tại vì được nhiều mà dạ. Hồi đó tới giờ mọi người cứ thấy chị là ví dụ như chị làm nhưng mà chưa chắc là chị đi đâu, chị cho trực tiếp tại chỗ luôn, có nghĩa là chị đi làm chị lãnh lương em đó, nhưng mà chị thấy từ hoàn cảnh đó chị cho trực tiếp tại chỗ thì mọi người cũng hỏi chị là làm vậy chị có lỗ không, nhưng lúc đó chị có quyền quyết định được ngay lập tức. Còn hồi nãy giống như chị coi chị nóng ruột lắm, mà các nghệ sĩ ở đây á cũng phải vượt qua cái trò chơi cho nó năng lượng tích cực đem đến cho mọi người, là muốn làm thì mình muốn có tiền nên mình phải làm, chứ không phải tới đây để người ta cho tiền. Cái đó nó hoàn toàn khác với cái mà Hương làm. Ví dụ mà Hương thấy người ta cần cùng lắm rồi mình mới cho tiền trực tiếp, còn cái gì mà tất cả mọi người hỗ trợ làm được thì mỗi người trong tay xã hội sẽ giúp, và các bạn nghệ sĩ cũng quá nhiệt lòng rồi. Bây giờ mình không có thể nào mà các bạn nghệ sĩ đang bỏ cái lòng ra để làm mà mình nói là thôi làm được tôi cho tiền, như vậy là nó phá nhiều cái, rất là phá mất mát và phá luôn cái tinh thần của người bạn của mình. Cho nên cứ để mọi người hết sức đi chơi trò chơi, và có thể là nhiều người xem thì nói là tại sao trò chơi bắt khó, không phải như vậy các bạn. Để làm đập một cục đá hay là để đi bán hàng như vậy, để biết được cái người làm đá đó, cái người bán hàng đó họ cũng khổ lắm, họ mới bán được ký cá ký hỏi để họ kiếm tiền. Thì mọi người đang chơi trò chơi để đem tiền về cho gia đình trả nợ, nó mỗi một cái nó có cái ý nghĩa khác đó, mà làm cho cả một hội trường, cả một cái chợ và cả một con đường đều năng lượng tích cực với nhau hết, để mà nhất quyết phải làm được cái việc đó để ra tiền, thì nó có cái hay của nó. Còn ví dụ như cá nhân Hương làm thì nó là do tánh của Hương thích vậy làm thôi. Nhưng cũng có nhiều người ta không đồng ý với cái cách làm đó của Hương, phải kêu gọi ha, mình phải làm sao mà cái truyền đạt trong tất cả mọi người đồng lòng như vậy, hết giúp đỡ nhau, cùng kéo nhau đi muốn thành công là phải đi chung nguyên đó, giống như là nước lụt như các bạn, nước lụt mà nó tràn lên mà bạn đi mình là lụt nó cuốn, cho nên tất cả mình phải kè nhau, mình đi trong cơn nước lũ ha, khổ thì phải mình phải kéo nhau mình vượt lên. Và hôm nay truyền cái năng lượng này cho tất cả bà con ở đây, ai cũng mừng hết. Có những cái gì mà có những cái anh mà anh la và tôi nghĩ nó cậu luôn, anh giận bản thân là hãy lắm cho nó đó, rất là hay. Đâu rồi, ba người đã xuất tiền.